Nè đó, sông ta nè. Sông chôn. Trải sông chôn á. Cái đủ ra. Cái xe sao có cổ xe kỹ ta. Trải sông chôn luôn á. Alo, cái em đó. Sao anh đẩy trên cái cổ xe trên sông chôn trời. Dạ. Chưa chạy chứ sông chôn rồi hết chạy nè. Này. Chị đây đi, trời ơi, tao giữ đó, đủ ra. Rồi đó, chạy đi. Cái gì, mua vé hả? Ông nói nghe nè, trại hộm đâu gần đây nhất cơ. Ông muốn tha đây bác. Xin chào tất cả các bạn nha. Chào bạn nha. Chào các bạn. À, bữa nay mình và cu đen với cu lẹ, ba anh em mình ổng mang đến cho tất cả các bạn một clip ẩm thực hay là một clip hài hước gì đó. Mà hôm nay anh em mình sẽ chuyển qua một cái tiêu đề mới là anh em mình sẽ kinh dị review những chiếc xe độ. Siêu xe. Quên lộn. Đây không có xe độ. Siêu xe. Anh em mình sẽ mang tới cho tất cả các bạn ba chiếc xe siêu xe anh em mình mới sắm được. Ông nội mượn á đụ với xe mượn cả ai cho không. Rồi mình sắm chứ tự nhiên cái mượn cái thèm mình chăng. Mình vậy mượn xe đụ với sắm xe mới ra ngân hàng. Thì lẽ mình không. Mình là ba anh em mình mới sắm cho ba anh em mình ba chiếc siêu xe. Bữa nay anh em mình sẽ review ba chiếc siêu xe đó cho tất cả các bạn cùng xem để gửi tới tất cả các bạn đam mê về siêu xe giống như anh em mình nha. Đầu tiên là của cu lẹ nè. Đầu tiên là anh em mình sẽ review chiếc xe của thằng cu lẹ trước. Xong tới review chiếc xe của mình và sau cùng là review chiếc xe của thằng cu đen các bạn. Đây, bây giờ mời tất cả các bạn hướng mắt về khán đài ABC để xem anh em mình phức lên ba xe siêu xe để review cho các bạn xem nha. Xe đầu tiên đi. Xe đầu tiên là cu lẹ. Của thằng cu lẹ được. Mai biển danh là a@gmail.com. Đây. Xe đâu? Đây. Thôi có xe đâu? Đây. Xe này siêu xe mày hả? Siêu xe đến từ Thái Lan. Lan á đồ gì hả? Chiếc xe là đến biết tính từ đâu không? Đến từ thằng mẹ con tin. Đây. Mày biết thằng mẹ con tin không? Có hiệu đàng hoàng. Sao muốn a@không? a@gmail.com. Đây nè, có số đấu luôn 27. Ồ, số gì số anh 27 hả? 27. Ồ, ai ủng hộ cho ai ủng hộ dạng công viên này? À các bạn. Rõ luôn à. Ai ủng hộ cái mã số 27 thì nhớ comment một lời comment để ủng hộ cái mã số 27 vô đấy. 27 vô. Đâu không? Xe đổ nè. Đổ gì vậy? Đổ xe đổ nè. Từ lớp, từ gì căm, từ băng rồi. Từ gì vậy? Đổ xét nữa nè. Đổ xét. Để cho chủ nhân, để cho chủ nhân, để cho chủ nhân nói. Thế tôi đổ là đổ hai cái thắng nè. Hai cái thắng bằng mũ. Trời, quá đồ nữa đó. Mũ gì ta, một mũ gì ông nhà quên tao ông xàm. Mũ Dũng. Mũ mi. Mũ tái chế. Mũ Dũng. Tái chế. Mũ Dũng tái chế. Còn đây là cái giò đạp hiệu ố liền. Ố liền. Ố liền, ố liền. Ố liền chứ được. Ố liền chứ được, ố liền ha. Ố liền luôn. Ố liền hả? Nè, cái chân dựng này là hồi tối lụm ở ngoài bãi rác nè, gắn vô luôn nè. Đó, thiệt vời. Xe đổ một người gì vậy? Cái này là cái đèn xe đèn hậu sao? Sao phạm có? Ông không gắn đèn hậu. Mà to con chạm lấy rồi. Xe không có đèn hậu nè. Sao ai có đèn hậu? Siêu xe không có đèn hậu sao? Cái này á là bấm thắng à. Chứ có sao nó chớp vậy nè. Đâu rồi hả? Mới thấy mà cảm thấy đâu. Nó không chớp, ông chớp. Là sơ lược là chiếc xe này là siêu xe của thằng cu lẹ bạn. Tôi chưa biểu tới nhanh động đâu mà. Nhanh, có nhanh hả? Nhanh á. Gì hả? Siêu xe tới đâu hả? Trời, siêu xe đâu? Ông giới thiệu xong chưa? Chưa. Còn nhanh nữa. Còn cái yên Asama gì? Amasa. Còn cái nhanh của mình á bây giờ 2020 rồi. Hết chơi nhanh đây à, mình chơi nhanh tay không à, qua lộ rồi. Qua trái phải không? Vô tao trái qua. Qua phải. Vô tao phải qua, còn đứng giữa thì khỏi dơ. Đây nè, cái yên Amasa này là làm từ da của con cá ba sa nè. Chứ không phải dạng vừa đâu. Kia nè, yên này làm từ con da của cá ba sa các bạn. Mấy tấn cá mới làm được cái da. Xe này sao nó bị lòi đơm vậy kìa? Không có, tại cái này là tại tôi độ vậy á, tại vì tôi phái vậy á. Người ta chơi cổ titan, thằng cu lẹ nó chơi cổ ti sét kìa. Cổ sét. Cái cổ sét yếu xìu quá, thiệt tiệm quá. Còn tới mày cổ tao đâu có sét đâu nè. Nè, cổ tao đâu có sét đâu. Có mày sét xịt á. Rồi ai rồi giới thiệu xong chưa? Giờ ủng hộ ai ủng hộ 27 27. À tất cả các bạn hãy yêu thương cu lẹ thì hãy bình luận ủng hộ cho mã số 27 xe của cu lẹ nha các bạn. Rồi xong, tới chiếc thứ hai là chiếc xe siêu xe của mình nha. Đây, siêu xe của mình đây nha các bạn. Sáng tối để cho ổng một trời một vực luôn.
thấy không, mình thì lúc nào của mình cũng khác cụ lẹ chứ. Xe nó chơi là Titan Set nè, Titan Set mình không có nè, nghe không, mình chơi là Titan lắm tào lao nữa. Titan này là Titan không, Titan này là Titan đồng nè, không bây giờ xét nè, thấy không, cái cổ tao hay có chữ không, chữ gì, sông ta, sông ta, sông ta này không, nào sông ta nè, sông chôn, sông chôn hả, sông chôn, sông chôn, chạy sông chôn á, xe đủ xe, xe sao có cổ xe kỹ ta, chạy sông chôn luôn á, alo, ừ anh cái hãng xe của anh Osaka, Osaka mới bán cho em đó, sao anh để trên cái cổ xe trên sông chôn trời, chưa chạy chơi sông chôn rồi hết hết chạy hả, đó sơ lược thì xe của anh của mình chỉ vậy thôi, mình không có bình gì nhiều cho bạn, mình chỉ bình mấy biến dáng nè, mấy biến dáng Osaka nè. Osaka. Osaka. Osaka City. Ai ủng hộ Osaka hả? Osaka City A cộng. Đó. Osaka chạy xong City luôn. City mà. Osaka sẽ trong City luôn. Đâu biết trời, trong xe mình kỳ ta. Trời không. Sao xe mình có tem kỳ trời. Tự nhiên ở ngoài đây chơi sông chôn còn chứ đây chơi chụp City á đâu ra xe đó kìa. Ôi chết xe mà. Bạn nghĩ là ai dám chạy? Chiếc xe chưa chơi mới đập vô mặt mình, đập vô mặt mình sông chôn. Bước này cái chụp CD, chụp CD xong trong luôn. Trời ơi, đụng dạ. Ôi sao. Thôi, vậy tóm lại là, tóm lại là mình hiểu nghĩa của chiếc xe như thế nào rồi. Osaka City là chạy ra chụp CD xong trong luôn. Thôi à, mình mà bỏ qua chiếc xe xem đi. Chiếc xe xe mình chạy dạ, chữ ai ủng hộ Osaka hay các bạn có yêu thương mình thì các bạn hãy ủng hộ cho Osaka nha bạn. Osaka. Osaka City. Osaka. Tới cô đen. Rồi tới cô đen nha anh xe xe. Có gì phim nói rồi. Mà biết, mà biết. Cái gì ta? Kiếm. Mà biết. Mà biết hả? Mà biết. Này là ăn dịch nè. Mà biết mẫu quà đâu nội, tiếng Anh nó đọc vậy đó. Tôi ổn cái ổn cũng xong chôn được. Chôn hả? Có xong không? Mày cũng có sông chôn nghe đâu vậy? Mày cũng có sông chôn nghe đâu nè, xe này tôi làm mỏ dịch nè. Mỏ dịch hả? Chôn xong cái lấy có cho mỏ dịch ăn luôn. Ý trời, mày có này gì nè, cái cổng số 8 gì nè. Nè, nè. Đâu ghê hả? Nè, có cổng hả? Thử rồi. Thì hả? Có xe, khóa cổ, khóa cổ. Có này độ dữ nè. Nhập chuột. Trời ơi. Quá hả? Bỏ luôn. Chứ ổng độ cái cộng ghê 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 xem xét nó kìa không? Thôi xe này có nhớt này mày nha, không xét nha. Xe này cũng bình độ. Nè, cầm trong á. Tay vô quà. Rồi xong chưa? Đâu biết trời. Rồi ai ủng hộ ông cô đây để đi chơi. Chơi đi. Chơi đi. Xe mày xe gì đâu biết tao ủng hộ xe mày. Xe ma dịch. Ma dịch. Ma dịch. Ừ, ma dịch. À thằng bên đây là nó là cái gì ta? 27. Thằng cô lẹ là 27. Còn mình là sông chôn. Là Osaka. Osaka City. Còn có thằng cu đen là ma dịch các bạn. Ma dịch. Ma dịch. Ba anh em mình sẽ có dành những số xe của anh em có cho thôi. Hôm nay ở trên là bình luận của tất cả các bạn trên kênh là các bạn kêu anh em mình là thử thách chạy xe đạp chậm, ai chậm nhất sẽ thắng đó. Bữa nay thằng cu lẹ nó vô nó nói với mình á, nó nói là ông Sàm ơi, hồi tôi mới thua ông hết chậu buffet 4 xị bạc, nói giờ ông có trò chơi là cho tôi có thể gỡ ghẻ được chút đỉnh không. Mình liền gì gỡ ghẻ, gỡ gì, gỡ ghẻ, ghẻ đâu gỡ, ghẻ đâu gỡ, mày có biết gỡ ghẻ là sao? Nó gỡ ghẻ là thua nữa đó. Có gì nó buồn quá ngồi móc một ghẻ nè. Để gỡ ghẻ đi. Bữa nay thua nữa. Là nó thua nữa đó. 600 nha. Hết ghẻ luôn. Sáng vô nói là mình nó kêu mình kiếm trò chơi để cho nó gỡ ghẻ. Mình mới nhớ và trực ra là các bạn đã comment kêu anh em mình là chạy xe đạp chậm, ai chậm nhất sẽ thắng. Nào các bạn đề nghị anh em mình là chạy xe đạp chậm. Nên hôm nay anh em mình sẽ tổ chức ra một cuộc đua xe đạp chậm nha bạn. Mình với cụ đen với cụ lẹ ba anh em sẽ đua chung với nhau. Người bữa nào nó 200 nữa. Người nào về đích dễ nhất, chậm nhất là người đó sẽ thắng. Mỗi anh em mình một người sẽ bỏ ra 2 xị, 4 xị, 6 xị. Thằng nào về đích chót sẽ nhận được 6 xị. Nhưng mà dưới cái điều kiện thằng nào về đích chót nhận được 6 xị đó là phải chịu một điều kiện của hai thằng kia đưa ra là phải đứng yên để cho hai thằng thua bưng nó chụp xuống cái đùng. Một cái nó nhận được 4 xị. Mà phải ăn 4 xị dễ dàng hả? Đâu có ăn 4 xị dễ dàng đâu. Hồi hỏi mà nhớ tao ăn 4 xị đó dù búp phê không? Tao ăn 14 ổi mì đó. Tao lông não rồi. Mà hỏi mấy ông này chấp nhận không? Chấp nhận không? Ông chơi không? Ủa quên ông ngủ mà. Trời trời, ông ngủ mày ăn đúng không? Đó, mày ăn thì mày phải đứng lại, mày lấy 4 xì bạc. Mày là 2 xì mày nữa là 6 xì. 4 xì là quà vốn á. Nhưng mà mày phải đứng lại cho hai tao khiêng, hai cái tay hai chân mày tao quấn xong cái đùng. Đó, vậy mày lấy được 4 xì. Còn tao nếu tao ăn tao cũng vậy luôn. Tao cũng đứng yên cho hai bay khiêng dụng xong cái đùng luôn. Thằng nào cũng vậy hết. Gì dạ? Đâu có gì đâu. Không làm gì đó. Mày đâm lén đi trời. Nãy giờ đây sao lưng bọc hậu không ta? Á đủ vậy? Có thể lại cuộc chơi của anh em mà vậy bạn, giờ anh em mà đã nhất quyết chưa hết đúng không? Ok. Ý kiến mày sao? Chơi. Áo mày si. Áo mày si. Uống mày sâu. Áo
áo mày xi là ý mày sao? Đó. Lái luôn à. Từ khi ổng đi vô sinh tồn xong tới giờ ổng tiếng Anh ổng bắn như vậy nha. Tao nói mày tiếng Anh tao nói như gió à. Cái tiếng nào khó chứ không. Tiếng khó tao bỏ qua. Không nói nữa. Đó, thằng này đồng ý phải không? Okay. Mày. Có đồng ý không? Để tao hỏi này có đồng ý không đã. Cứu, đồng ý không Tung? Quay lại, chờ Tung. Quay lại, Đông nè. Đó, bây giờ ba anh em mình đã đồng ý hợp tác nha, chơi cái trò chơi này các bạn. Bây giờ hai anh em mình, ba anh em mình sẽ bỏ tiền ra, mỗi người 2 xây để góp vào cái cuộc chơi này. Đó. Thế đủ với à, tiền nhiều dữ anh. Còn nhiêu đây ạ? À, mười quá. Nhiều dữ vậy? Hết rồi. Móc đâu nhiều vậy? Còn cách nào cho tao chơi trả đủ vậy? Qua cho tao mượn 2 xây tiền. Thôi vậy trả lại. Ê. Có tiền không? Rồi. Mình chơi trò chơi là mình lúc nào cũng vậy. Bác Hồ phải đi trước các bạn. Đây, mình là bác có bác Hồ này không? Đó, bác Hồ thân yêu của mình nè. À. Ôi. Dạ. Chơi cho tiền gách rồi. Tiền gách ông nội. Ơ ai cho chơi? Ai cho chơi? Ờ, chơi cho tiền gách là cho chơi. Sao? Hả? 200 tôi rồi. 200 mày ở đâu ai biết á đù với à? Tự nhiên 200 nó hỏi mình chứ hỏi á đù với à? Hỏi thấy thèm mà. Sớm tôi nhớ tôi có 200 ngàn mà ta. Rồi thì gắt chơi em anh. Hết rồi. Đủ tuổi không? Còn có 300 ngàn á. À, còn nhiều còn. Mỹ đồng ăn được 600 sao? Đây. Chia tay đi. Trời ơi tao giữ tao á đụ với hả? Rồi đó chạy đi. Cái gì? Mua vé hả? Ông nói nghe nè. Kệ hộm đâu gần đây nhất cơ. Rồi vô chạy đi. Thứ mà hai thằng mà đè xuống. Đây anh em mình sẽ làm mức cây đây gõ gạt em ạ. Phân biệt gõ gạt. Mức này. Đó, ngay mức nha. Là lên tới rồi giúp anh kia. Mục đích là nằm tránh nha. Mục đích là cái một giọt á là nằm trên đó đó. Anh em mình chạy xe đạp chậm. Tại vì nó khó bay lái, sợ té ngã. Chẳng thương sợ khỉ. Nên anh em mình sẽ đội nón bảo hiểm nha bạn. Đó. Gõ gạt. Nón đừng mua. Bây giờ ta chơi đẹp nè, ta không có giữ tiền, đưa cho quen phe giữ là công bằng nhất nè. Okay. Họ xảo xị bàn bàn đó. Mình đã giao rồi nha. Thắng được nha trời. Chết bệnh. Xe bệnh nó hơi nặng, để tao đập cái nè. Có đề ba cái là gì khốn luôn nè. Này đúng là xong chôn nè. Xong chôn nè. Xe chạy không. Bởi vậy xong chôn mới đúng rồi. Chồng xin đi xong chôn luôn nè. Nè bớt vào tay nè, vô chốt khóc nè. Nãy nãy đổi xe đi ông Tạm. Ông Tạm. Anh. Xe không vậy. Rất cao chưa. Mình ta phải chịu xe. Ông gây sao mà đi. Mày mỗi dịch mày cao chứ. Này không có cái cây. Đó bây giờ anh em sẽ bắt đầu vô cái cuộc chơi của bên đây bạn. Thằng quay phía trước thôi ba là anh em bắt đầu chạy nha. Má dữ trời. Xe cung có chạy cung hả? Xe 27 này chuẩn bị xong chưa? Xong rồi ok. Đi cô. Quên. Không không hứa ông thỏ gạt tôi phải chấp ông 1-3 mét mới được. Ta chấp tao sau lưng nè. Nếu mà chơi phải chấp tao chấp vậy nè. Đúng. Đúng không? Chơi phải chạy nhưng mà tao cần chấp tao chơi công bằng tại tao chơi cái này cũng hay lắm. Rồi. Đó. Osaka City xong chưa? Go, rồi. Let's go. Mà cái gì? Mọi dịch. Mọi dịch. Xong chưa? Xong rồi. Rồi. Bây giờ mà bắn tiếng súng á, tao chạy liền á. Súng đâu bắn? Đất. Gì? Mày đánh chắc không được. Tôi chưa mắc. Ok. Rồi 1 2 3 chạy. Vô ra. Ê, hiện tại là bây giờ mỗi dịch đang dẫn đầu. Mở heo đâu? Anh rất vinh hạnh được dẫn đầu ấy, anh mỗi dịch. Chưa chắc gì ta hô nha mấy ơi. Chưa chắc thôi à. Nè, chơi nè. Anh. Rồi, ông mà tin gì mà chạy chậm vậy, 27. Nắng quá. Xuống ruộng. Ủa trời này chạy trốn nè, đưa hả? Ghê không? Bắt phân thắng bậy. Gì của đen chị ra gì của đen. Cô đen. Mỏi giò quá. Mỏi tai quá. Rồi cái đường dài vô. Rồi em này xong ra chạy rồi. Rồi vậy. Bắt phân thắng bậy. Rồi. Hai thằng chết hết. Mình đánh cái tay nha bạn. Hai thằng chết mình chân. Mình bữa nay như để luôn chơi. Công nhận mình mập có lại tại vì mập mình chạy chậm nặng quá chạy đâu nổi đâu thắng luôn lại gian gỗ kiếm cô. Rồi mình không biết nói sao quá, mình không biết nói gì hơn ngoài ngoài cái từ cảm ơn vì mình đã mập. Mình mập mình chạy không nổi nên mình thắng hai nói bạn. Một thằng rớt giò, một thằng rớt ruộng, mình còn nổi trên xe, mình chiến thắng. Mập chứ gì ta anh thằng ơi. Trời ông phải chấp tụi tôi ký mới được. Chấp ra đù với ra chứ chậm đấy nghe nó phải chấp cho mình nữa. Thôi lại cho hưởng, lại cho hưởng. Bây giờ mình đã thắng nha bạn. Mình cũng cảm ơn vì hai thằng em này. Nó dở quá đi. Nó dở quá nó thua mình. Bây giờ mình đã khắc phục chưa?
quá khâm phục. Cái trò gì vậy mày chơi mày cũng thua hết trơn mà. Phục sát đất luôn. Bây giờ mình là người dễ thành nhất các bạn, mình là người chiến thắng, phải bước lên cái bục cao nhất để nhận giải từ hội phim nó chạy cho mình chứ. 600.000 đó trời, chứ không phải dạng vừa đâu. Bây giờ mình sẽ làm một cái bục cao để mình đứng lên để cho mấy thằng em của mình nó chào giải cho mình nha bạn. Vâng, kính thưa các bạn, thì bây giờ anh Sàm đã được lên bục để đứng để được trao giải. Bục đâu? Vâng. Ủa bức tượng mà hả? Có bức tượng nó giống người quá hả? Cái này hai cái nóng gì vậy ta? Cái nóng này. Nóng mang mẹ bút hát, nóng mang đùi vậy à? Hai người Vinh Hạnh đứng ngoài nước vậy nè. Vâng, và bây giờ xin mời bé Sàm lên sân khấu để nhận giải. 2, 4, 5. Nhảy được bên Robin hả? Vâng. Đây, lên bụng. Dạ. Đứng đây, ta lên bụng trước anh. À, nè, cái này CT thiệt nè. Vâng. Cái này CT. Osaka CT nè. CT trốn. Và bé Sàm sẽ được nhận giải là 500 ngàn. Đến từ anh Cu Lẹ. Gì? Đây. Gì vậy? Mất cả mày. Giải gì có lộ vậy? Giải 500 ông nội. Tiền phí. Phí vô mặt mình, phí ra đủ vậy hả? Mới là MC chứ chị. Đã tiền cho MC đúng không? Trời, MC trời. Cái MC mày biết không? Cái MC mất gì sinh vậy? Chứ 600 ngàn là không có đủ CT đâu đó. Cái MC gì mất 500 ngàn cái em đẹp gái. Còn bây giờ xin trao giải là 600 ngàn cho bé Sàm nha mấy bạn. Lẹ lẹ chứ CT không kịp đâu. Wow. CT không kịp đâu. Gì cũng không mấy. Cái bột gì đẹp gái vậy? Xong. Để mình nói lại nè. Mình cũng xin chân thành cảm ơn thằng Cu Lẹ và thằng Cu Đen, nó đã đóng góp tiền cho mình. Cảm mình bỏ vào túi mình nha bạn, mình đã chiến thắng rồi tại vì mình đã cố gắng hết sức. Đóng tiền vào túi cho đi chụp city. City làm chi là chụp được mình. Chiếc xe mình là nó mang chụp city với gì sông chôn, nhưng mà mình không giờ sông chôn nha bạn. Mình thắng, mình hoàn toàn thắng, mình vinh hạnh cho cuộc đời của mình. Mình chơi cái gì cũng thắng hết, quá đã luôn. Nhưng mà mình có ngu con cái nãy biết gì không bạn? Mình thắng rồi thì mình sẽ bị hàng này nó khiên dục dưới mương. Á đù dữ à. Xuống lẹ đi. Trời, thắng được 4 xị dục dưới mương cũng không sao. Mình xuống nha bạn, đợi từ từ. Đợi từ từ, cắt tiền đàng hoàng cái rồi ta đứng yên, ta cho tụi bay dục. Từ từ, từ. Gì không nổi. Quýt cái chắc tét luôn á. Lẹ đi. Khoan, bỏ tới đàng hoàng thôi. Trời ơi, cái mương cái khúc này thúi nè. Dục đâu đang nổi, dục á đù vậy à. Chỗ nào không trống, coi dục chứ trời. Có khi nào mà hai nó kia mình không nổi, nó dục xong mà nó dục không nổi. Trời ơi, mấy người yêu nó. Dục lên bờ một cái bình, một cái chặt sông. Dục lên bờ, chơi gì á đù trời. Đó, lục bình em mới thúi nè. Đó, kiếm chỗ nào ngon ngon để cho nó dục bằng. Thật sự ai ai muốn dục đâu dục chứ trời. Ừ. Mẹ đi. Còn hai mày yếu, hai mày dục không nổi, dục trên bờ sao? Đó, ai biết cả nó. Dục với mạnh mạnh dục xong nha. Ngồi xuống. Chưa, vô xuống cho các tiền vàng nó khỏi nó phịch lên mất tiền nó sao á đù vậy hả? Ngồi xuống lẹ. Kiếm tiền nè. Cái làm gì có tiền cao. Được không? Được không? Được không? Đau quá. Nóc nhỏ quá. Thôi đây, thôi đây. Khi không? Lẹ đâu? Lẹ. Lấy nè, cô đi. Lấy nè, tôi có chỗ nào. Lẹ đi. Ông quay đâu quay? Kêu nè, ông chạy kìa. Trời ơi, trời bỏ vui đâu quá trời ta. Cái đụng gì hả? Kêu luôn. Đi vậy luôn. Kẹt xe lên, kẹt xe lên.